Hân Hoan chào đón tất cả các bạn thân mến đã đến với ngôi nhà của Hứa Minh Đạt. Đó là kênh chính thức YouTube Hứa Minh Đạt. Nếu các bạn yêu thích và muốn xem những cái clip của Hứa Minh Đạt thì hãy nhớ bấm subscribe, cũng như là theo dõi đó. Các bạn sẽ được xem những clip mới nhất, những clip mới nhất cây sai bàn của Hứa Minh Đạt. Các bạn à, chúc các bạn xem clip thật là vui vẻ nha. Có mặt trong ngôi nhà tình thương của bà Hồ Thị Bánh tại ấp Sơn Lợi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi biết về câu chuyện của người phụ nữ gần đi qua nửa đời người nhưng luôn chìm trong bóng tối của bệnh tật và chịu nhiều tổn thương trong tâm hồn. Không có được hạnh phúc tròn trịa như những người phụ nữ khác, cuộc đời bà Bánh là những gam màu u tối. Thứ ánh sáng le lói duy nhất nuôi dưỡng nghị lực của người phụ nữ này chính là tình thương bà dành cho đứa con trai mãi mãi không trưởng thành của mình. Em Hồ Chí Trung năm nay đã 18 tuổi, nhưng tâm hồn em vẫn như một đứa trẻ do mắc bệnh bại não từ khi mới lọt lòng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi người chồng, người cha không đủ nghị lực để cùng đương đầu trước nghịch cảnh éo le, đã bỏ rơi hai mẹ con khi em Trung còn chưa tròn 1 tuổi. Từ đó, bà Bánh dành cả cuộc đời để nuôi con, hy sinh, chấp nhận vất vả, bào mòn bản thân để chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Bản thân bà lại mang căn bệnh bú cổ, chịu nhiều đau đớn, thế là bà Bánh lại nuốt nước mắt vào lòng, gửi con trai cho làng Hòa Bình của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ khi em mới hơn 1 tuổi. Nhiều đêm nhớ con, bà dằn vặt bản thân rồi tự trách mình khi sinh con ra đời, không cho con được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Như bỏ con, để con ở nhà nhẹ, cô đi bán, chiều cô về. Cô mong có đứa con mà cô sanh ở thằng cái nó bị bệnh như vậy. Cô nói thôi để cô ẩm về, mà nó không có biết cục kỳ, không biết gì hết á, sanh nó ra yếu nhẹ. Cái bác sĩ kêu em đi qua bên gì đồng một, hấp điện bệnh, hấp điện được 2 tháng mấy. Cái cô xuống cô đưa con cô về, cái chồng cô thấy con cô vậy á, khi cô bị bú cổ nè, mà đó cái bú cổ cô bự dữ lắm, cái xong cái chồng cô bỏ đi luôn. Dù đã lớn, nhưng Trung không thể tự chăm cho bản thân mình, từ việc ăn uống, tắm giặt đều phải trông cậy vào mẹ. Niềm vui duy nhất của Trung giờ đây là được ở bên cạnh mẹ và chiếc tivi của em. Hằng ngày, bà Bánh đi bán vé số ở trảng bàn từ sáng cho đến trưa. Trung cứ thế ngồi xem tivi trong nhà giúp mẹ. Ở đây khổ lắm. Cái cô về đây cô đi lọc đầu đồ, cái nuôi nó không có tiền. Cái cô mới đi xuống làng, người ta chị đem xuống làng Hòa Bình, bà gỡ dưới đây rồi cô đi giúp việc nhà cho người ta 8 năm. Chạy như gỡ đó 8 năm, nó mới biết đi. 8 tuổi rồi, 10 tuổi rồi mà mới biết đứng chận. Là cô rước đi đây là con cô mới biết đứng chận. Cái cô về đây kiếm hai mẹ con cắt cái nhà mà che cái chòi nhỏ xíu à. Ở cái cô đi bán vé số. Bán vé số bỏ nhà cho chị bà nuôi nè, chị ba nè. Nuôi xong cái cứ chiều cô đi cô về nhà. Cái nhà nước thấy vậy cho cô được cái nhà. Lúc nào cô cũng ấy đâu, chiều về có bữa giật chỉ số không còn đồng bạc ấy luôn. Thấy tội nghiệp quá bỏ nó đi rồi, giờ mình có lúc cô cũng muốn hai mẹ con muốn kết thúc cho rồi mà. Cũng nghĩ con mình còn trẻ quá đó. Tội nghiệp cho nó. Thấy con ta làm sao được, thấy con mình vậy tại tội nghiệp là gì đâu. Bây giờ cô mong yêu cô có tiền này, cô buôn bán này kia cho có tiền nuôi con, nuôi mẹ con lây lạch quá ngày. Nỗi lo của bà Bánh giờ đây, lỡ một mai gần đất xa trời thì đứa con trai của mình sẽ phải biết nương tựa vào ai. Nên mỗi ngày bà đều cố gắng tích góp từng đồng để lo cho cuộc sống của Trung sau này. Bà Bánh luôn không cho phép bản thân ngã bệnh. Bà buộc mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho Trung. Và những người vẽ ước mơ ngày hôm nay cũng sẽ mang đến hy vọng mới, tiếp thêm nghị lực để bà Bánh sẽ có thêm thời gian bên cạnh em Trung. Để cuộc đời hai mẹ con điểm thêm những gam màu hy vọng về một tương lai bớt nhọc nhằn. Rồi, đi từ thôi. Tới rồi. Đây à? Đây nè. Trong đây. Vậy cô ngồi kìa. Cô,
Dạ, chào cô Bánh. Chào bé Trung. Chào bé Trung. Chào cô, dạ, con, dạ. Chào cô. Đây, có quà. Đây, đây là quà của bé Trung nha. Dạ, có bánh, có sữa nè. Dạ. Con cảm ơn cô, nói nha con. Cảm ơn cô. Trời ơi, ngô quà của nay cô trúng số luôn. Má nói được tiếng cảm ơn cô. Nhìn ảnh hiền cô, có miệng cười dễ thương, có duyên dễ sợ. Nay má nói được tiếng nói à. Dạ. Nay có bánh kẹo vậy vui không? Trời ơi. Đấy, tết rồi, tết rồi. Em giới thiệu luôn, đây là Hứa Minh Đạt, em là Lâm Đi Dạ, còn đây là diễn viên Thanh Tân, rồi tụi em đến từ chương trình Vẻ Ước Mơ. Thì giờ ngày hôm nay khách mời của tụi em đó chính là diễn viên Thanh Tân. À, một ngày bạn được trải nghiệm cái công việc bán trái cây tô. Dạ. Và may mắn là được rất là nhiều người ủng hộ. Cho nên là ngày hôm nay bán rất là đắt, bán hết sạch sẽ luôn. Vậy hả? Dạ. Chung cái câu chuẩn bị là tới 3 tiếng đồng hồ luôn, nhưng mà bán có 3 phút là hết liền. Dạ. Cháu cũng bán mua về đấy. Dạ. Em bảy cũng bán mua về. Có như người nhà mình ủng hộ đó. Dạ thì ngày hôm nay Thanh Tân có một cái sự trải nghiệm buôn bán như vậy thì cảm thấy như thế nào? Sau một ngày mà đi theo ekip làm một chương trình gọi là đầy ý nghĩa nhân văn thế này thì tôi hay cảm thấy là rất thích, và cũng như là cũng đang muốn hòa đồng với tất cả mọi người để cùng trải nghiệm, để mà giúp ích được những cái gì đó mà cho cô quyết định nó là một điều lớn chắc là rất là tốt với cô. Về của cô Bánh đó, hàng ngày đó là bán vé số, ngày bán một tờ vé số giá 10.000 thì cô là được ngày 2 đúng không? Dạ, yeah. Một ngày thì mình bán nhiều lắm được nhiêu không? Bán cô lấy 100 tờ hả? Bán hết cái cô lấy phim, có bữa được 120. Tại vì bán về hơi sớm sớm, đừng lo cho thằng này nè. Dạ. Nghe nói Chung thích đọc sách lắm phải không Chung? Thích sách không? Thích đọc sách không? Cô thích đọc sách không? Bé Chung thích đọc sách không? Nói đây Chung. Thích. Thích chứ. Đây. Okay, nói thích đi. Thích. Mắc cỡ rồi, mắc cỡ. Nhiều khi cười là thích, nói nhiều khi cười là không thích. Hồi nãy vô là nựng mặt anh với bộ, tay anh đẹp trai. Không có đâu. Vậy sao? Không có. Vậy sao? Nựng mặt. Đáng yêu quá. Là bé Trung mà vừa mới sinh ra là ba bỏ đi hả cô? 27 tuổi rồi mới có được nó. Cái cô rước về, cái ông bỏ ông đi. Ông đi về trên quê, ông ở trên Hồi Dầu á. Cái cô nuôi, tại cô mê con, thích con, người lớn tuổi là có đứa con cô thích. Cô chạy đi chữa trị quá thì luôn, cái không có hết bệnh. Mà cô có cái bướu cổ cô cũng càng ngày càng bự, cô bướu cường giáp á. Cô đi xuống làm Hòa Bình, cô gỡ nó dưới á, cái người ta thấy mẹ con cô, người ta cũng thương. Ta nói thôi để cô tôi gỡ cho em, chị gỡ đây đi, tôi giữ cho chị vài năm. Chị đi làm đi rồi chị kiếm tiền, chị mổ bướu cổ rồi xong rồi chị đứa con chị về. Cái cô gỡ dưới được 8 năm. 8 năm mà nó chưa biết đi nữa. Là 11 tuổi nó mới biết đi á. Nó lết không, nó chỉ chống cái tài nhảy lết hai cái giò nó không mở. Ốm nhắc con tí xíu rồi cái ra làng Hòa Bình nuôi trị liệu rồi cho nó. Cái biết đi xong cái cô rước nó về, biết đứng chừng hả. Cái nó biết đi, biết ngái rồi mình tưởng nó con mình cũng lanh lẹ, khôn ngoan, ai ngờ đâu càng ngày nó càng khờ nữa. Cô cũng buồn, thấy số phận con mình vậy thấy cũng buồn. Mà cô ráng cố gắng để cô nuôi nó lên lớn lên. Cái thấy con không biết gì để ráo thấy cũng thương. Em nói là so với những cái bé mà bị bại não khác thì em Trung nhà mình khá đúng rồi, là tốt. Các bác sĩ Từ Vũ cũng nói khá hơn nhiều. Coi đó là một cái sự may mắn đi ha cô. Dạ. À, cho nên là ngày hôm nay thì chương trình Người Vẽ Ước Mơ cũng đã biết được cái hoàn cảnh của cô như vậy. À, cho nên là đến với gia đình cô và bạn Thanh Tân ngày hôm nay đã rất là xuất sắc. Bán được hết trái cây luôn đó, và kiếm được số tiền là 900 mấy lận, nhưng mà trừ vốn ra là còn 506 tiền lời đó. Mấy 506.000 506.000 và nếu như mà Thanh Tân á đem cái số tiền đó về thì số tiền đó vẫn giữ nguyên là 506, nhưng mà Thanh Tân tặng lại cho gia đình của Bánh thì cái số tiền đó nó sẽ tăng lên 10 lần, đó là 5.060.000. Nói chung thì cái hoàn cảnh vậy thì cũng là cái thương với Chung, mà cũng thương cô, cho nên thì cũng định là
để số tiền đó cho cô. Ngập ngừng quá vậy chú ơi. Và cái tên gọi chương trình là Người Vẽ Ước Mơ, thì cô Bánh có một cái ước mơ gì cô có muốn chia sẻ ở đây không ạ? Cô giờ cô ước có xe cái cây để cô bán. Cô muốn bán đẩy đi đầy chương trường học tập để đi dạy cho đường chân gần ở nhà chăm sóc con vậy. Rồi chương trình cũng đã ghi nhận được cái ước mơ của cô là mong muốn có một cái xe bán cái cây phải không cô? Và ngoài cái số tiền 560.000 của bạn Phương Tân ra thì chúng ta vẫn còn một món quà nữa đến từ nhà tài trợ chính của chương trình, đó là thương hiệu sunspa.vn. Xin mời chị Vi Nguyễn đại diện cho thương hiệu sunspa.vn đến trao tặng món quà này cho gia đình cô Bánh. Dạ rồi, con chào cô ạ. Chào chị Vi. Dạ, con là Vi đại diện cho sunspa.vn ạ. Dạ, thì hôm nay con thay mặt sunspa.vn cũng như là thay mặt chương trình Vẽ Ước Mơ, cô tới với gia đình mình, con có món quà tặng cho cô, đó là một cái sổ tiết kiệm với mong muốn là có một cái số tiền nhỏ nhỏ để phụ giúp cho gia đình cô, với lại cũng để thực hiện được cái ước mơ của cô. Con có mang tới cho cô là một cái xe để bán cái cây. Để thực hiện được ước mơ của cô, mong là cô sẽ có được một cái công cụ để mà kiếm sống hàng ngày đó, có được một cuộc sống tốt hơn ạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cô cũng cảm ơn mấy con chị. Cảm ơn chương trình này. Mong cho chương trình này ngày ngày phát triển, càng ngày càng nhanh chóng, mau tốt hơn để giúp cho người nghèo như cô, nhà hoàn cảnh như cô. Dạ, ngày hôm nay thì xin được cảm ơn khách mời Thanh Tân đã đến với chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Và xin được cảm ơn chị Vi Nguyễn, đại diện cho thương hiệu sunspa.vn, cũng là nhà tài trợ chính của chương trình. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Chương trình do 89S Group đồng hành cùng sunspa.vn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Xe này kéo vô này cô. Đôi lần tay mình đôi đôi chân. Để đồ ở đây là đẩy đi. Đừng đẩy đi con. Mẹ con đây. 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 Đời của chúng ta luôn có nhiều màu sắc, màu xanh của hy vọng, màu đỏ của tình yêu, thậm chí là màu đen của bất hạnh. Nhưng dù là màu gì đi chăng nữa, thì đó cũng là cuộc đời. Việc của chúng ta là hãy đi qua nó bằng trái tim, bằng yêu thương, bằng nghị lực, bằng sức sống mãnh liệt nhất để thấy rằng qua màn đêm thì trời vẫn sáng.